Cơ thể chúng ta dựa vào thức ăn để cung cấp năng lượng. Vì vậy, việc xuất hiện cảm giác đói là điều hoàn toàn bình thường nếu bạn không ăn trong nhiều giờ. Cảm giác đói có thể là cách mà cơ thể cho bạn biết rằng nó cần nhiều chất dinh dưỡng hơn. Tuy nhiên, có một số loại thực phẩm khi ăn hoặc uống trong lúc bụng đói có thể làm tăng cảm giác khó chịu, thậm chí ăn nhiều lần có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Chuối tiêu. Nếu vào buổi sáng sớm, sau khi thức dậy với cái bụng đang đói cồn cào mà bạn lại ăn ngay một quả chuối tiêu, khi đó rất có thể hàm lượng magie trong máu sẽ tăng lên, làm phá hủy sự cân bằng của canxi và magie trong máu, gây ức chế các hoạt động của hệ thống tim mạch. Chuối tiêu cũng là thực phẩm mà những người bị đau dạ dày cần phải cẩn trọng khi sử dụng. Nếu ăn trong khi quá no hoặc quá đói đều có thể khiến cho bạn cảm thấy đầy bụng và khó chịu. Tỏi. Tỏi là thực phẩm có nhiều công dụng, vừa làm gia vị vừa có thể làm thuốc. Tuy nhiên, nếu bạn ăn tỏi khi bụng đói có thể gây kích thích niêm mạc dạ dày, ruột và gây khó chịu đường tiêu hóa. Cà chua. Cà chua chứa nhiều pectin và nhựa phenolic acid cũng như một số thành phần dễ bị hòa tan. Nếu ăn khi đói, các chất này có thể phản ứng với acid trong dạ dày và kết tủa, tạo ra những khối cứng khó tan, dễ gây chướng bụng hay đau bụng. Khoai lang. Trong khoai lang chứa rất nhiều đường. Khi đói, ăn khoai lang dễ gây kích thích dạ dày, tiết ra nhiều dịch vị hơn, gây chứng ợ chua. Vì vậy, những người đang bị viêm hay đau dạ dày không nên ăn nhiều khoai lang, đặc biệt là khi đói, để tránh triệu chứng trở nên trầm trọng hơn. Nước chè đặc. Khi bụng bạn đang cồn cào vì đói mà uống nước chè đặc sẽ gây nên cảm giác nôn nao, khiến nhiều người cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh, hoa mắt chóng mặt, chân tay buồn rùn. Biểu hiện này cũng giống như khi bạn bị say cà phê. Rượu. Nếu uống rượu khi đói, đặc biệt là rượu có độ cồn cao, thì sẽ dễ bị ngộ độc cấp tính, gây nôn, đau dạ dày, choáng váng. Nếu bị ngộ độc cồn công nghiệp còn có thể dẫn đến hôn mê, thậm chí là tử vong. Vậy chúng ta nên ăn gì khi bụng đói? Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cơ thể chúng ta cần có thức ăn để cung cấp năng lượng. Do đó, để cơ thể hoạt động tốt, chúng ta cần đảm bảo số lượng bữa ăn hàng ngày. Các bữa ăn cần đảm bảo đầy đủ, cân đối, đa dạng các nhóm thực phẩm như tinh bột, chủ yếu đến từ các loại ngũ cốc, chất đạm từ thịt cá, trứng sữa, các loại đậu đỗ và chất béo từ mỡ động vật hay dầu thực vật, cùng với các loại vitamin và khoáng chất có trong các loại rau củ quả tươi. Đói và thiếu các chất dinh dưỡng quan trọng là nguyên nhân khiến chúng ta luôn cảm thấy thèm ăn. Do đó, ăn đủ chất và ăn đúng bữa sẽ giúp cơ thể bạn nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết và sẽ không cảm thấy đói ngay sau bữa ăn. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại thực phẩm đều khiến chúng ta no giống nhau. Nếu bạn ăn một bữa ăn giàu carbon hydrate, thức ăn nhanh, thực phẩm có chứa nhiều đường, chúng sẽ được hấp thu nhanh vào cơ thể và làm tăng lượng đường trong máu. Kết quả là bạn sẽ thấy mình rất nhanh bị đói trở lại. Vì vậy, việc lựa chọn các loại thực phẩm lành mạnh, cân đối sẽ giúp cho cơ thể cảm thấy no lâu hơn là điều cần thiết. Những loại có thể kiềm chế cơn đói tốt nhất là những thực phẩm giàu protein như thịt, cá, các sản phẩm từ sữa hoặc thực phẩm giàu chất xơ như trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt. Các loại hạt chứa nhiều chất béo lành mạnh không chỉ tốt cho hệ tim mạch mà còn giúp bạn cảm thấy no lâu hơn.